hôm nay con ngủ ho lắm. À đấy ạ, vâng, đúng rồi, đang ho xong rồi, cô chào Khang An ạ. Chúc Khang An nghỉ hè vui vẻ nhá. Chúc cô đi sang năm ít gặp lại cô rồi. Bye bye. Vắng hết rồi, nó nghỉ hè đây thì không còn một ai ở dưới sân nữa cơ. Ngày mai là tôi không phải đi học nữa đâu. Ngày mai là nghỉ hè thôi. Tôi thấy anh giỏi không? Anh tự nhổ răng đấy, không phải đi bác sĩ đâu. Nhổ răng lên. Bây giờ phải về đã con. Nhổ răng lên như thế này. Không một ai chơi cả mà bây giờ nó nắng như này con. Mồ hôi ra ngay. Về nhà xong mình chơi tập trượt ở nhà. Hôm nay con đã nhổ răng lên bố. Hôm nay bố nâng con nhá. Ở dưới nước bể bơi ít. Ừ, đúng rồi. Yeah, được nâng rồi. Tôi không cần đi bơi mà. Đưa bố sách cho. Bố phải chơi cầu chuột. Bố ở nhà. Cầu chuột về nhà mình chơi được không? Ôi, nó chơi một tí thôi. Được, để con vào chơi. Anh ơi, chơi cầu chuột thôi. Cho tôi chơi cầu chuột mấy phút. Đâu à? Không cầu chạy đâu con. Nóng quá nhỉ. Bạn kia giỏi không kìa? Bạn đu giỏi lắm ấy. Đấy, con nhìn thấy chưa?